Thưa quý vị khán giả, trọng tài xe đạp là một nghề đặc biệt hơn so với các trọng tài của các môn thể thao khác, đặc biệt là nữ. Ở giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 13 năm 2023 cúp BWSE thu hút sự tham gia của hai nữ trọng tài. Và sau đây là chân dung của hai cô gái ấy. Xin mời quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi. Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 13 năm 2023 cúp BWSE quy tụ hàng trăm người tham gia. Mỗi sáng tập trung chuẩn bị xuất phát, mỗi người một vai trò, nhiệm vụ. Ở BWSE Cup năm nay, tổ trọng tài của Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam tạo ấn tượng đặc biệt khi có hai trọng tài nữ tham gia. Hình ảnh trọng tài nữ đồng hành cùng giải trên xe mô tô vượt qua đèo dốc dưới thời tiết mưa nắng nóng lạnh khắp các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Trung Bộ đã nhận được sự quan tâm yêu mến của người hâm mộ. Dẫu đến với nghề trọng tài từ tay đua phong trào hoặc chuyên nghiệp thì tất cả đều chung niềm đam mê môn xe đạp. Với niềm đam mê là đạp xe thì mình có cơ duyên đến với trọng tài vào năm 2017. Mỗi lần đi xa là cũng là một vấn đề đối với trọng tài nữ. Còn gia đình, con cái, rất nhiều kỷ niệm với các vận động viên phong trào và vận động viên chuyên nghiệp. Những lần đi giải thì là những cái vận động viên nước ngoài thì cần sự trợ giúp của trọng tài rất nhiều. Mình cũng đã trợ giúp cho các vận động viên, nhất là giải BWSE Bình Dương. Chúc các vận động viên là thi đấu thật tốt, an toàn và chiến thắng. Bản thân mình là đã xuất phát từ một vận động viên. Thì với cái nghề trọng tài thì nó được lợi thế cái là mình đã là từ vận động viên lên. Cho nên là đôi khi có những cái sự chuyển động hoặc những cái rất là cái sự gọi là rất là nhẹ trong cái chuyển động trong cuộc đua thôi thì mình cũng sẽ đoán biết được nhanh hơn, hoặc là có một những cái diễn biến của đường đua nó sẽ được lợi thế hơn là khi mà những người mà họ cũng chưa được qua cái vận động viên. Một giải đua xe đạp đòi hỏi phải có nhiều trọng tài, trong đó có tổ chuyên bám sát các tình huống và tính chính xác phải được tính bằng giây. Đối với những cung đường đèo hẹp và sự cạnh tranh ở khu vực đích đến với quyết tâm cao của các tay đua, càng đòi hỏi sự kịp thời chính xác của trọng tài. Tham gia giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương, trọng tài phải đồng hành cùng các tay đua xuyên suốt hành trình xuất phát từ tỉnh Bình Dương đi qua các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu. Và với lộ trình hơn 1.100 km, ngồi xe mô tô là thử thách đối với phụ nữ. Nhưng với trọng tài nữ tham gia điều hành giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương, việc giang mình trong nắng gió, mồ hôi thấm đẫm dưới thời tiết nắng nóng không làm khó các chị. Ngược lại, sự nỗ lực, sự cạnh tranh hấp dẫn của các tay đua là động lực để các chị cố gắng hoàn thành chuyên môn, thỏa niềm đam mê với bộ môn xe đạp. Và trên hết, giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp, nhiều kỷ niệm trong sự nghiệp trọng tài.